Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, một ngày đẹp với một cái lời chúc một ngày thật là bình an và hạnh phúc sẽ đến với tất cả quý vị thính giả của NVR. Trước khi mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị những bản tin mới nhất trong ngày hôm nay với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Và thưa quý vị, ngày hôm nay ngày thứ tư, ngày 12 tháng 6 2019, và như thường lệ, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin liên quan đến thời tiết tại thủ đô Washington. Một bầu trời cho một buổi sáng rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp thưa quý vị, với những cái ánh nắng nhẹ nhàng xen lẫn với những áng mây, một nhiệt độ tuyệt vời cho buổi sáng của mùa hè, 67 độ là nhiệt độ hiện tại, với gió Tây Bắc thổi nhẹ. Và bước dần vào buổi trưa thì vẫn là những cái nắng nhẹ nhàng vì ngày hôm nay sẽ có nhiều mây. Một cái nhiệt độ sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là thoải mái trong mùa hè. 77 độ là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay, và buổi tối 62 độ. Và bước qua ngày mai thì dự đoán thời tiết bầu trời âm u hơn và sẽ có mưa sấm sét vào buổi chiều tối của ngày thứ năm, và nhiệt độ ngày mai cao nhất 74 độ. Với cơn mưa của buổi chiều tối, do đó nhiệt độ sẽ xuống thấp 57 độ. Rồi bước qua ngày thứ sáu thì trở lại một ngày thứ sáu đẹp vì bầu trời trong sáng, nắng nhẹ nhàng. Nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ sáu 76 độ và buổi tối 56 độ. Nhưng khi mà quý vị bước qua hai ngày cuối tuần, ngày thứ bảy bầu trời nhiều mây mà lại nóng, 83 độ cao nhất cho ngày thứ bảy, buổi tối trở lại 65 độ. Ngày chủ nhật còn nóng hơn nữa thưa quý vị, 88 độ, nhưng bầu trời vẫn nhiều mây và âm u, và vào buổi chiều tối của ngày chủ nhật sẽ có mưa và sấm sét. Tối chủ nhật nhiệt độ xuống thấp nhưng vẫn ở trên 70 độ, 71 độ. Một lần nữa, một ngày bình an và vui sẽ đến với tất cả quý vị thính giả. Sự kiện mà ngày hôm nay Lê Ngọc tường trình đến cho quý vị thì quý vị đã nghe trong ngày hôm qua, thì thưa quý vị, tại Iowa vận động tranh cử cùng một lúc với Tổng thống Donald Trump nhưng mà ở hai địa điểm khác nhau. Đó chính là cựu Phó Tổng thống Joe Biden mà đang được cho là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc thăm dò của bên phía đảng Dân Chủ. Và thưa quý vị, nội dung như thế nào, những cái chỉ trích giữa hai ứng cử viên, giữa ứng cử viên Joe Biden và Tổng thống Donald Trump như thế nào? Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi Tổng thống Donald Trump chỉ trích về vấn đề gì đối với ông Joe Biden, và ngược lại ông Joe Biden nói chuyện gì. Xin mời quý vị theo dõi trước tiên lời chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. I think he's the weakest mentally, and I like running against people that are weak mentally. But sources close to the White House say the president is concerned about Biden, the Democratic frontrunner who's now accusing the president. Thưa quý vị thấy là Tổng thống Donald Trump đã nói những cái từ mà nào là có vẻ như là ngu dốt, những cái từ mà Lê Ngọc nghe thẳng từ lời của Tổng thống Donald Trump là dummy, rồi sleepy, buồn ngủ, và thưa quý vị, còn bị mentally nữa thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống cũng rất là lo ngại trước ứng cử viên đang dẫn đầu bên phía Dân Chủ, ông Joe Biden. Và Lê Ngọc cũng sẽ mời quý vị xem ông Joe Biden nói như thế nào, chỉ trích Tổng thống Donald Trump như thế nào. We've seen to a general election preview of the 2020 contest to date. Joe Biden, who inhabits every square inch of available real estate under Donald Trump's skin, is in Iowa today, where he's calling Donald Trump an existential threat to America. This is a guy who does everything to separate and frighten people. It's about fear and loathing. It's about what he calls people, the names he calls them. No president has done something like that, for God's sake. I mean, it's bizarre and it's damaging. And so I think he's genuinely a threat to our core values, and he's a threat to our standing in the world. I believe that the president is literally an existential threat to America. Quý vị vừa mới nghe câu mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị cuối cùng từ ông Joe Biden. Tổng thống Donald Trump là mối đe dọa hiện hữu cho Hoa Kỳ, cho những cái giá trị của nước Mỹ. Ông Joe Biden trong cái nội dung mà ông nói trong ngày hôm qua với lại cử tri ở Iowa
là những chủ đề nào là chuyện Tổng thống Donald Trump mối đe dọa hiện hữu cho Hoa Kỳ, vị trí của nước Mỹ trên thế giới và ngay cả giá trị ý nghĩa của nền dân chủ. Ông Joe Biden, ông đã có những cái hy vọng là ông trình bày với những cử tri những cái tương phản sâu xa giữa ông và Tổng thống Donald Trump trên rất là nhiều lĩnh vực, nào là thuế quan, khí hậu thay đổi và làm sao để tái lập lại những giá trị của nước Mỹ. Thưa quý vị, năm nay ông Joe Biden bao nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi rồi. Mặc dù ông mới ra tuyên bố tranh cử chưa đầy 2 tháng, thì ông Joe Biden cũng tự mô tả mình là một ứng cử viên dân chủ duy nhất sẽ có khả năng đánh bại Tổng thống Donald Trump trong năm bầu cử 2020. Và những lời tố cáo của ông Joe Biden trong ngày hôm qua ở ngay tại Iowa, thì ông đã nhắc đến cái vấn đề chiến tranh mậu dịch mà Tổng thống Donald Trump đã khơi mào với Trung Quốc, đang làm chới với giới nông gia của Hoa Kỳ. Và ông cũng cho biết cái nhận định riêng của chính cựu phó tổng thống là Tổng thống Donald Trump hoàn toàn không đoái hoài đến tình cảnh khó khăn của những người nông dân này. Và ông cho rằng là theo như mà quý vị nghĩ là ông Trump sẽ mất ngủ mấy đêm về tính cách của nông gia Hoa Kỳ hay không? Thì từ phía bên cục phó tổng thống Joe Biden ông trả lời là không hề có một đêm nào cả. Ông Tổng thống Donald Trump không đoái hoài đến những nông dân của Hoa Kỳ, và ông đối với những người này cũng y hệt như đối với các công nhân xây dựng lên những casino và khách sạn của ông Trump mà thôi. Đó là những cái lời công kích rất mạnh mẽ của ông Joe Biden, và ngay cả ông cũng chỉ trích những nhận định trước đây của Tổng thống Donald Trump về vấn đề thay đổi khí hậu và cho rằng nếu ông Trump cũng là một tay nhà giàu khác chỉ chăm chút lo cho căn phòng giác vàng của chính ông Trump ở Manhattan thay vì để ý những ý kiến của các khoa học gia thì cũng không sao. Nhưng khổ nỗi, ông chính là tổng thống của nước Mỹ. Thưa quý vị, quý vị vừa mới nghe sơ lược những gì giữa ứng cử viên phó tổng thống Joe Biden cho chiến dịch tranh cử của tổng thống năm 2020 và ngay cả những lời chỉ trích phê bình của tổng thống Donald Trump. Lê Ngọc sẽ trở lại vấn đề này và những cái khảo sát của Quinnipiac University vừa mới đưa ra như thế nào khởi đầu cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. Lê Ngọc sẽ trở lại với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên trong những phần còn lại của bản tin ngày hôm nay. Và mở đầu cho phần tin của ngày hôm nay thì thưa quý vị, biển người biểu tình đã vây tòa nhà nghị viện của Hồng Kông. Lê Ngọc xin cập nhật đến cho quý vị. Vì ngày hôm nay là ngày 12 tháng 6 thì chúng ta biết là cái dự luật dẫn độ mà chính quyền của Hồng Kông đang tìm cách đã thông qua như thế nào, và với cái sức ép của những người biểu tình mà quý vị đã nghe lên tới hàng triệu người ở tại Hồng Kông thì trong ngày hôm nay, thưa quý vị, sẽ hoãn lại. Từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay thì cảnh sát chống bạo động ở Hồng Kông họ đã phải làm việc, và cái cuộc biểu tình quy mô lớn này diễn ra ở Hồng Kông trong ngày hôm nay thì những cái hình ảnh mà Lê Ngọc thấy, thưa quý vị, cảnh sát của Hồng Kông đã phải dùng bình xịt hơi cay trong những cuộc đụng độ với những người biểu tình. Đạn cao su và dùi cui cũng đã được sử dụng. Rất nhiều tin tức dồn dập, nào là từ Bloomberg, từ CNN, từ NBC, thì thưa quý vị, những người biểu tình họ phải bỏ chạy để tránh đạn hơi cay của cảnh sát của Hồng Kông. Và đa số những người biểu tình họ đã phải đeo khẩu trang từ trước để phòng trường hợp mà cảnh sát bắn hơi cay họ đã dự đoán được. Và cái dòng người biểu tình này đã gây tắc nghẽn giao thông trên những con đường chính ở ngay tại khu vực của trung tâm, ở ngay thành phố của Hồng Kông, thưa quý vị. Có rất nhiều những nghị sĩ mà họ ủng hộ cho cái sự việc biểu tình này, thì thưa quý vị, họ cũng đã phát biểu trước đám đông, tay thì giơ những khẩu hiệu kêu gọi xóa bỏ dự luật dẫn độ.
dù rằng trong ngày hôm nay, chính quyền của Hồng Kông đã tuyên bố là hoãn thảo luận dự luật gây tranh cãi này, nhưng mà những người biểu tình, họ vẫn không rời đi và họ đã bao vây khu vực của tòa nhà công quyền của Hồng Kông, trong đó có hội đồng lập pháp của Hồng Kông. Và nhiều người biểu tình họ đã dùng dù để mà họ che chắn khi mà phải đối diện với cảnh sát. Khu vực trung tâm của Hồng Kông đã rơi vào tê liệt vì cái số lượng người biểu tình quá lớn. Trong khi đó thì thưa quý vị, nhìn qua nước Anh thì nước Anh đang phải gấp rút để tìm thủ tướng mới. Mặc dù là cái lời lên thông báo, lời lên tiếng của khối EU là quyết không đàm phán lại về vấn đề Brexit. Cuộc bầu chọn thủ tướng mới của nước Anh đã cho thấy là sẽ không làm thay đổi được thỏa thuận là nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit mà bà thủ tướng Theresa May đã nhất trí với khối này trước đây hồi tháng 11 năm 2018. Và chúng ta đã biết cái ngày 7 tháng 6 vừa mới qua thì bà May đã từ chức. Đây là khẳng định đã được Ủy ban châu Âu đưa ra trong ngày hôm qua, trong cái bối cảnh mà nước Anh đang bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt để nhằm tìm ra được nhân vật nào sẽ là lãnh đạo mới dẫn dắt tiến trình Brexit đang lâm vào bế tắc của nước Anh. Trong ngày hôm qua, tuyên bố đã được phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, đó là Margaritha Chinas, đã lên tiếng tái khẳng định lập trường của Liên minh châu Âu không đàm phán lại thỏa thuận Brexit. Tuyên bố được Ủy ban châu Âu đưa ra trong cái lúc mà nước Anh bước vào cuộc đua gay cấn nhất để tìm ra nhà lãnh đạo mới nhằm giải quyết một trong những vấn đề gai góc nhất của nước Anh hiện nay, chính là Brexit. Những ứng cử viên chạy đua vào vị trí của Thủ tướng Anh trong những ngày qua đã liên tiếp đưa ra những quan điểm trái chiều về Brexit với mong muốn là giành được nhiều sự ủng hộ từ cử tri của nước Anh. Quan điểm Brexit đặc biệt gay gắt giữa một số ứng cử viên được cho là sáng giá nhất tại thời điểm hiện nay. Trong đó Lê Ngọc thấy ứng cử viên Michael Gove, đó là Bộ trưởng Môi trường của nước Anh, chủ trương ủng hộ một Brexit không giới hạn thời gian, khi mà nói rằng nước Anh không nên bị ép trong một khoảng thời gian cố định. Nếu cần thiết, nước Anh có thể lùi thời điểm Brexit để có thời gian thương thảo cho một thỏa thuận tốt đẹp hơn cho nước Anh. Trong khi đó, Boris Johnson, cựu ngoại trưởng của nước Anh, hiện nay đang được đánh giá là một gương mặt sáng giá nhất tại thời điểm hiện nay, lại chủ trương ủng hộ việc nước Anh rời Liên minh châu Âu vào đúng ngày cuối cùng của tháng 10 năm nay, ngày 31 tháng 10, cho dù là có đạt được thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu hay là không. Trong khi đó, ngoại trưởng của nước Anh Jeremy Hunt cũng là một trong các ứng cử viên tiềm năng trong cuộc chạy đua thay thế cho bà Theresa May mới đây, cũng đã bày tỏ một hy vọng là Liên minh châu Âu sẽ cùng ông xây dựng một thỏa thuận Brexit mới. Do đó, với những cái bối cảnh như vậy, thưa quý vị, chính trường của nước Anh qua những phân tích của những nhà nhận định, họ thấy trong những ngày sắp tới sẽ hoàn toàn xoay quanh cuộc đua trở thành là ai là chủ nhân mới của nhà số 10 thành phố Downing của London. Và đây đang được xem là một cuộc đua đầy kịch tính, phải nói là kịch tính nhất trong đảng bảo thủ từ trước cho đến nay, với danh sách là 10 ứng cử viên tham gia tranh cử đã được công bố. Và dự kiến trong ngày mai, thưa quý vị, đó là ngày 13 tháng 6, đảng bảo thủ sẽ có một cuộc bỏ phiếu đầu tiên nhằm loại dần đi các ứng cử viên, cho đến khi mà cuối cùng chỉ còn 2 ứng cử viên vào ngày 20 tháng 6 sắp tới. Lê Ngọc sẽ tiếp tục theo dõi để mà có thể tường trình đến cho quý vị là cuối cùng ai sẽ là tân thủ tướng của nước Anh. Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Và sau đó luật sư Duyên và Lê Ngọc sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin trong ngày hôm nay.
1959 với chủ đề Dynasty được tổ chức và trực tiếp thu hình tại Đại hí viện Planet Hollywood vào ngày 29 và 30 tháng 6, được dẫn dắt bởi MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ngoài những ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga được yêu mến, còn có thêm sự góp mặt đặc biệt của những danh ca như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thái Hiền, Thái Thảo, Thanh Tuyền, v.v. Và lần đầu tiên xuất hiện trên Breakfast Night, giọng hát quán quân Việt nhí Hồ Văn Cường, giọng ca đã làm rung động hàng triệu con tim của người Việt khắp nơi. Chương trình Breakfast Night lần này sẽ do ông Alan Carter, người đạo diễn lừng danh của chương trình The Voice, phụ trách. Hãy đến với Breakfast Night 129 in Las Vegas lần này để nhìn thấy tận mắt sự huyền bí, để nghe những câu chuyện thâm cung bí sự sau bức màn nhung, và để chứng kiến thời vàng son của một triều đại âm nhạc Việt Nam được hiện đại hóa trên sân khấu Breakfast Night với chủ đề Dynasty. Xin liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811 hoặc thuyngashop.com. Professional Auto Body, nơi sửa xe được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân chủ và khách hàng, có trên 30 năm phục vụ đồng hương trong vùng Hoa Thịnh Đổ. Hãy đến với Professional Auto Body để có sự định giá trước cho bảo hiểm xe của quý khách chính xác, nhanh chóng, miễn phí. Professional Auto Body chuyên môn làm đồng sơn sửa toàn bộ các xe bị đụng, kéo sườn xe, dầm vá đúng màu. Xe một trang bị body shop lớn nhất nhì vùng Virginia DC và Maryland so với Hoa Kỳ. Dàn kéo sườn xe vĩ đại, phòng sơn, phòng hấp đúng tiêu chuẩn quốc tế và có nhiều thợ body khéo tay và hàng chục năm kinh nghiệm. Professional do ông Minh phụ trách. Điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224. Khi quý vị đăng ký vào Live Casino và khách sạn, sẽ có rất nhiều điều lý thú. Ghé qua phòng spa thư giãn, hưởng thụ một bữa ăn tối thịnh soạn, rồi vui chơi thích thú với những máy kéo slot và những môn đánh bài. Hãy đến với Live Casino để có được niềm vui chỉ cách Washington DC 30 phút. Và khi vừa ra khỏi Baltimore Washington Parkway, quý vị phải trên 21 tuổi, vui lòng chơi có trách nhiệm. Để được trợ giúp, xin gọi số điện thoại 1-800-GAMBLER. Happy Father's Day! Hãy đưa ông bà cha mẹ đến Teletron thử qua các sản phẩm sức khỏe tốt nhất. Máy trung sóng siêu âm, nệm cứng chống đau lưng và ghế massage đời mới Dreamway Okuyama. Dù mua hay không cũng được tặng gối bamboo, máy đấm bóp cầm tay hay shampoo Hàn Quốc. Đặc biệt, cao hồng xăm đại hàng 45 đồng một hộp 2 chai. Ghế massage Dreamway Okuyama sang đẹp tiện nghi với hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi Ferrari. Tổng hợp các tuyệt chiêu xoa bóp bấm huyệt rất độc đáo của Shiatsu Master Okabayashi lừng danh Nhật Bản. Dreamway Okuyama Made in Japan là món quà Father's Day ý nghĩa nhất từ Teletron, chỉ 198 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Nệm Tempur-Pedic bớt đến 50% off. Nệm cứng chống đau lưng Italy 73 đồng một tháng. Nệm Lamborghini 146 đồng một tháng. Nệm lông cừu lạc đà bầm ngựa Magniflex Italy 188 đồng một tháng. Ghế massage Inada Demo bớt đến 30% off. Máy rung sóng siêu âm Nami Japan 77 đồng một tháng. Sofaya Nicoletti 100% Italy 98 đồng một tháng. Bộ bàn ăn mặt đá cẩm thạch Made in Italy 250 đồng một tháng. Teletron Washington DC trong khu Eden 703-237-8999. Trung tâm Eden Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức những món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến Trung tâm Eden Center. Dạ vâng, Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin trong ngày hôm nay của đài NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đã có trên làn sóng qua Skype. Và Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ vâng, nhanh chóng để mà cập nhật đến cho quý vị thính giả cái tình hình tại Hồng Kông thưa với lại luật sư Duyên. Sáng sớm ngày hôm nay, mặc dù tin tức cho thấy là cái vấn đề mà
đưa cái dự luật đó đang được hoãn lại, dự luật dẫn độ về Trung Cộng, thì thưa với anh, những cái hình ảnh Lệ Ngọc cũng đã tường trình đến cho quý vị là quá nhiều những người dân tại Hồng Kông họ đang có mặt từ sáng sớm lận, thưa quý vị. Và những người này mặc dù là cảnh sát rồi, rào chắn đã được dựng lên trên những con đường chính, và ngay cả họ đã bị cảnh sát xịt hơi cay vào rồi, ngay cái khu vực trung tâm của Hồng Kông đã bị tê liệt vì cái lượng người biểu tình quá lớn. Luật sư Duyên nghĩ như thế nào, những cái ảnh hưởng ra sao, những cái cuộc biểu tình này sẽ vẫn tiếp tục hay không, trong khi mà với cái sức ép như vậy thì chúng ta cũng đã biết là trong ngày hôm nay cái dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đại lục cũng đã bị hoãn lại, thưa luật sư Duyên. Câu hỏi của Lê Ngọc là cái cuộc biểu tình này có tiếp tục hay không đó, mình cứ lấy cái quá khứ rồi mình chứng minh. Là chúng ta nhớ khoảng 5 năm về trước, khoảng cuối năm 2014 đó, thì có cái cuộc cách mạng dù ở Hồng Kông, là tại vì lúc đó đó cái chính quyền của Cộng sản Trung Quốc mà họ mới áp đặt một cái luật, họ nói rằng là kể từ nay là những cái người mà ứng cử cái chức trưởng quản Hồng Kông, cái chức governor của Hồng Kông đó, phải là người mà được Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp thuận. Thì lúc đó sinh viên ở Hồng Kông họ nổi dậy liền tức khắc, là bởi vì nếu mà những cái người ra ứng cử phải được sự chấp nhận của đảng thì hóa ra cái nền dân chủ của Hồng Kông đâu có còn gì nữa đâu. Tức là một người có tài năng, có đức độ và giỏi hết đó, nhưng mà nếu không có được đảng chấp thuận thì người đó không được quyền ra ứng cử. Đó là cái chuyện của năm 2014. Một cái cuộc biểu tình mà kéo dài từ tháng 9 tới tháng 12, đó là khoảng 4 tháng. Mà rốt cuộc lại thì những cái người biểu tình bị bắt giam rồi bị truy tố, bản án thì không nặng, 6 tháng, 1 năm vân vân. Nhưng mà rốt cuộc lại thì cái luật mà do Hoa Lục đề ra đó cũng được áp dụng. Cũng được áp dụng có nghĩa là những cái người trưởng quản, chẳng hạn như cái bà Carrie Lam này nè, là những cái người mà do Đảng Cộng sản Trung Quốc họ ủng hộ, họ đưa ra thì mới được ứng cử. Cái chuyện mà năm 1997 lúc mà Anh Quốc giao trả Hồng Kông lại cho lại cho Trung Hoa đó, thì cái thỏa ước nói rằng là Hồng Kông là một cái đơn vị tự trị về mặt chính trị, xã hội, về mặt tư pháp này nọ, nó là bị thay đổi dần dần. Họ thành ra đầu tiên là cái người trưởng quản là phải là do Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp nhận. Rồi bây giờ 5 năm sau, năm 2019, mình đang chứng kiến là những người nào mà gọi là gọi là phạm tội đó, mà ngay cả Trung Quốc đó, tức là Hoa Lục coi là phạm tội đó, thì cũng sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc để mà xử. Thành ra người ta e ngại rằng là với cái luật mới này, bất kỳ một cái người nào, chẳng hạn những cái sinh viên mà chống đối đó, thì cũng sẽ được gọi là dẫn độ về để mà chịu án dưới cái hệ thống tư pháp của Trung Quốc. Và nó gửi tới một cái tín hiệu là một cái sự đàn áp, mà cái sự đàn áp đó không phải là dành cho những cái người mà chống đối chính trị không đâu. Ngay cả bây giờ những cái chủ tịch công ty của ở Hồng Kông hay là ở ngoại quốc gì đó, mà nếu mà đã lên tiếng mà chống cái Đảng Cộng sản Trung Quốc về một cái ý thức chính trị thôi đó, cũng có thể bị dẫn độ và cũng có thể bị xử ở Trung Quốc nữa. Cho nên nó gửi ra một cái tín hiệu đe dọa tất cả mà. Và người ta nói rằng là những cái người mà chống đối đó, lần này cái cuộc chống đối lần này nó còn đông hơn cái lần của năm 2014 nữa, là bây giờ lên tới hàng vài trăm ngàn người cho tới hàng triệu người ra. Và trong đó là không phải chỉ có sinh viên không nữa, mà những cái giới tiểu thương họ cũng ủng hộ cái phong trào chống đối này.
Riêng các công ty lớn thì cho tới giờ phút này họ vẫn im lặng. Nhưng mà nó cho thấy rằng là cho dù cái cuộc biểu tình tiếp tục như thế nào đi nữa, thì rồi ra nó cũng giống như năm 2014. Có nghĩa là mình biểu tình, mình không có biểu tình hoài được, mà cái gọng kềm nó cứ siết đó, thì rồi ra những cái người mà dẫn đầu cuộc biểu tình mà bị giam vân vân, thì rốt lại cái quốc hội bây giờ tất cả nó phải nằm ở trong tay của cái quốc hội. Nếu mà quốc hội vào tuần tới mà khi mà bỏ phiếu lại bỏ phiếu cho phép cái luật dẫn độ này nó thông qua đó, thì coi như là cái cuộc biểu tình sẽ bị dập tắt. Chúng ta đang chứng kiến một cái hình ảnh mà qua những cái hình ảnh này thật sự sự cũng một lần nữa tôi cứ xài đi xài lại cái chữ common sense, không có cần gì phải cao siêu đó. Còn mình cái phân tích thông thường thôi, mình đang chứng kiến một cái nền dân chủ bị soi mòn từ từ, soi mòn bởi vì quyền lực. Mà chúng ta thấy là lúc Hồng Kông được giao trả lại cho bên phía bên Trung Quốc thì đây là một cái nền dân chủ tuyệt vời, rất là đẹp, và nhờ cái nền dân chủ đó cho nên kinh tế, thương mại, tài chính đó, chỉ là một cái thành phố thôi mà cái ảnh hưởng của nó đi tới toàn cầu. Vậy mà bây giờ thì người ta bắt đầu cái hệ thống của cộng sản tràn vô đó, nó đang bị soi mòn. Và như cái những người dân Hồng Kông bây giờ họ đang nói đó, nếu chúng ta không lên tiếng bây giờ sẽ không bao giờ còn có dịp để lên tiếng nữa. Và họ cho đây là cái cuộc chiến đấu cuối cùng. Nhưng mà trước mắt nhìn cái common sense là tôi thấy đó là cái cuộc chiến đấu cuối cùng này rốt cuộc rồi cái bạo lực của Cộng sản Trung Quốc vẫn sẽ chiến thắng. Cho nên mình nhìn thấy mà thoạt đầu thì Hồng Kông độc lập về chính trị, bây giờ chính trị đã bị tước đoạt. Độc lập về tư pháp, bây giờ tư pháp cũng đang bị tước đoạt. Và cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng tới cái đời sống về xã hội, về kinh tế của Hồng Kông. Và Hồng Kông sẽ trở thành một cái quy chế mà gọi là một quốc gia mà hai thể chế đó. Từ từ nó sẽ biến mất, nó sẽ không còn hai cái thể chế nữa. Chính vì như vậy mà chúng ta mới hiểu tại làm sao mà Đài Loan đó, chúng ta nên nhớ là về cái hình thức chính trị thì Hồng Kông là một tỉnh của Trung Quốc, còn Đài Loan bây giờ trong mắt của họ, không phải là trong mắt của họ nữa mà họ là một cái quốc gia riêng, nhưng mà trong mắt của Trung Quốc đó thì Đài Loan cũng chỉ là một cái tỉnh phản loạn thôi. Thành ra Đài Loan cũng, Trung Quốc thì họ nói rằng là nếu mà cần nữa thì họ sẽ cần dùng vũ lực, có nghĩa là tàu chiến, máy bay để mà lấy lại Đài Loan. Và Đài Loan thì mỗi một năm họ tiêu cái ngân sách của họ đó hàng tỷ Mỹ Kim để họ mua những cái vũ khí, và họ tập trận để họ chống lại cái sự xâm lăng của Trung Quốc, cũng vì lý do đó. Cho nên mình trong người rồi mình nghĩ tới ta là một cái nền dân chủ, như là Benjamin Franklin mà nói hồi ở Mỹ đó, là chúng ta đang có một cái republic, một cái nền cộng hòa, nếu mà chúng ta biết gìn giữ lấy. Thì mỗi một lần mà tôi nhìn những cái chuyện mà xảy ra ở Hồng Kông đó, tôi lại giật mình, tôi nhìn lại ở về phía Mỹ, mình tưởng là một cái đây là ở Mỹ là mình tưởng mình sẽ không bao giờ xảy ra một cái tình cảnh như ở bên Hồng Kông đâu đó. Thì thưa quý thính giả, đừng bao giờ coi thường một cái sự những cái thế lực mà gọi là độc tài này nọ đó, họ tìm cách họ soi mòn cái nền dân chủ. Những cái khuôn mặt mà đang soi mòn cái nền dân chủ của Hoa Kỳ đó gồm có những cái khuôn mặt như là Donald Trump nè, rồi cả gia đình Donald Trump nè, rồi vợ chồng của cái ông Mitch McConnell với lại cái bà Elaine Chao nè, rồi Bill Barr nè, rồi Lindsey Graham nè, rồi những cái đám cộng hòa mà bây giờ nó đang cuồng chung quanh Trump đó. Thoạt đầu chúng ta cũng đang nhìn thấy là nền dân chủ Mỹ cũng đang bị soi mòn. Thoạt đầu là ngày xưa đó Nixon mà vừa làm bậy
Quốc hội lên tiếng là cuối cùng dưới cái áp lực của dân chủ đó, Nixon phải từ chức. Còn bây giờ đó là cái tập đoàn Donald Trump cộng với Mitch McConnell, cộng với Lindsey Graham, cộng với Chuck Grassley, một cái tập đoàn đó họ đang sắp hàng nhau để mà họ hiếp dâm cái tượng thần tự do. Tôi như tôi vẫn nói đó, mà ngay bây giờ họ coi thường luôn cả cái quyền lực của một cái ngành khác là Quốc hội. Và thậm chí là ngay bây giờ họ đang sắp xếp lại cái ngành tư pháp. Chúng ta có hành pháp, lập pháp và tư pháp, mà bây giờ họ cài những cái người quan tòa, và những người quan tòa này đó không biết họ sẽ uống lưng bất kỳ lúc nào. Cho nên mình chứng kiến những gì xảy ra bên Hồng Kông đó, thì mình mới hiểu rằng là không có một cái nền dân chủ nào mà gọi là 100% an toàn được hết đó, trừ người dân của chúng ta lên tiếng cũng y hệt như là Benjamin Franklin nói đó, muốn cho cái nền Cộng hòa này, muốn cho cái Republic này mà giữ được đó, an toàn được đó, thì mỗi người trong chúng ta phải có ý thức, phải lên tiếng. Là bởi vì chúng ta cứ im để cho cuồng Trump nói tầm bậy tầm bạ tầm, rồi cái mình nói ô thôi để yên thân, đừng có trả lời cái bọn cuồng Trump. Chính cái bọn cuồng Trump là cái bọn soi mòn cái nền dân chủ, chứ không phải là chỉ có một mình Trump cuồng. Bài học lịch sử nào cũng vậy đó. Hồi đó Đức cũng là một cái nước dân chủ, và Hitler cũng lại lên nhờ cái nền dân chủ đó, nhưng mà rồi những cái thế lực mà gọi là giả mang kết chung quanh Hitler, nó mới xảy ra cái cuộc thảm sát và cái cuộc đại chiến của 39-45. Sở dĩ mỗi một lần tôi nói về cái nền dân chủ bị soi mòn, tôi vẫn nói tới cái nước Mỹ này, là bởi vì chúng ta đang chứng kiến cái sự soi mòn của nền dân chủ. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, tiếp lời với luật sư Duyên thì thưa quý vị, những người biểu tình mà cái lớp người mà nổi bật nhất trong những người biểu tình ở tại Hồng Kông đó là lớp trẻ nha thưa quý vị, những khuôn mặt của những học sinh, vì những cái tin tức đã cho thấy là học sinh của rất rất nhiều trường trung học họ đã khởi xướng một cái bản kiến nghị kêu gọi học sinh trên toàn đặc khu của Hồng Kông không tới lớp vào ngày hôm nay thưa quý vị. Và ngay cả lãnh đạo của những sinh viên từ những trường đại học ở Hồng Kông họ cũng đưa ra cái lời kêu gọi tương tự. Do đó trong ngày hôm nay, đại diện cơ quan giáo dục của Hồng Kông đó là bà Christine Choi Yung Lin đã cho cái lời kêu gọi của học sinh cũng như sinh viên mà không tới lớp trong ngày hôm nay đó là một cái điều vô trách nhiệm. Và bà đã nêu ra cái ý kiến của bà là có rất nhiều cách để thể hiện cái ý kiến, có thể thể hiện quan điểm theo một cái cách phù hợp hơn, chứ không phải là nghỉ học trong ngày hôm nay để mà đi biểu tình. Và bà cũng kêu gọi là các trường học và những giáo viên cũng lên một cái kế hoạch như thế nào phải đặt sự an toàn và lợi ích của học sinh, sinh viên lên hàng đầu, cũng như là không làm gián đoạn những hoạt động hàng ngày ở trường học thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì phải nói đến những cái phe mà họ ủng hộ cho cái dự luật dẫn độ thì cho đến ngày hôm nay họ vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên thì có những cơ quan bên phía Trung Quốc họ nói đến là có 4 cơ quan cũng nổi bật nhất, trong đó nêu lên nào là Hiệp hội Doanh nghiệp của Trung Quốc, rồi Hiệp hội Ngân hàng của Trung Quốc, Hiệp hội Chứng khoán và Hiệp hội Quản lý Tài sản. Thì họ đã tổ chức những cuộc họp báo để lên án những cái cuộc biểu tình này, thưa quý vị, đã diễn ra để mà thể hiện cái sự ủng hộ đối với lại bà trưởng đặc khu của Hồng Kông, tức là bà Carrie Lam. Thì thưa với lại luật sư Duyên, giữa sự ủng hộ và sự chống đối thì luật sư Duyên cũng đã có những cái nhận định tại sao nó lại nổ ra những cái cuộc biểu tình này. Thì luật sư Duyên nghĩ là với những cái sự lên tiếng của bên phía ủng hộ dự luật, vì họ cho rằng dự luật này đó là một điều cần thiết để giữ vững tinh thần của luật pháp, duy trì những cái giá trị cốt lõi của Hồng Kông, và nhất là để ngăn cái thành phố Hồng Kông này trở thành một thiên đường ẩn náu cho tội phạm, thưa luật sư Duyên. Thứ nhất là những cái người mà ủng hộ cái dự luật này đó, họ nói những cái lời hoa mỹ gì thì họ cứ nói, nhưng mà sự thực vẫn là sự thực. Ai nhìn vào cũng biết rằng là Trung Quốc đang siết cái gọng kềm của họ hết đó. Cũng giống như là
mình nói là bên bên phía bên 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 Đức đi, Đức của cái thời một của thời Hitler đó, họ cũng nói rằng là những ủng hộ Hitler có nghĩa là ủng hộ cái dân tộc Aryan, tức là dân tộc siêu đẳng đó, và diệt bớt mấy cái đám bây giờ cái bọn cuồng Trump bây giờ họ hay dùng cái chữ raccoon đó. Thì cái lúc đó đó là cái bọn mà cuồng Hitler đó, nó cũng nói rằng là diệt bọn Do Thái là diệt những cái đám là chuột rác mà mình hồi xưa nó nói là tuy cũng là loài người với nhau nhưng mà cái dân tộc mà Đức mà người dân tộc mà người là gì đó siêu đẳng đó thì giống như là những cái con squirrel, giống như con sóc vậy đó. Còn những cái dân tộc khác mà trong đó có Do Thái thì như là con rat vậy, con chuột, tuy là cùng giống nhưng mà nó khác cái dòng chút xíu đó, đại khái như thế. Thì ngay bây giờ chúng ta đang thấy cái chuyện là ở bên Hồng Kông đó, nói rằng là mình ủng hộ cái dự luật này, tức là làm cho Hồng Kông sạch bóng tội phạm. Đó là những cái lý luận bullshit của cái những cái người mà ủng hộ những cái độc tài cộng sản của Trung Quốc đó. Rồi cái bà mà giám đốc về giáo dục mà hồi nãy Lê Ngọc mới vừa nói đó, nói là mình phải có những cái thể hiện bằng cách khác. Cách nào bây giờ? Chúng ta biết là cái luôn luôn cái quyền lực thống trị là họ có một cái quyền lực áp đảo so với những cái người bị trị, và những người bị trị đó chỉ có một cái quyền lực duy nhất là chúng tôi ôn hòa, chúng tôi bất bạo động, nhưng mà chúng tôi không hợp tác, để cho thấy rằng cái tiếng nói của chúng ta nó của họ đó là một cái tiếng nói chính nghĩa. Thế nhưng mà mình nhớ rằng là những cái cuộc mà biểu tình bất bạo động đó đã nhiều lần trong lịch sử nó đem tới thành công rồi, chẳng hạn như là cái hồi mà Ấn Độ chẳng hạn muốn giành lại cái quyền độc lập tự do từ cái nước Anh cai trị đó, thì lúc đó là Mohandas Gandhi ổng cũng vận động, mà lúc đó là cái cuộc sở dĩ mà thành công đó chỉ vì là tất cả mọi người ta biết là phải muốn thoát khỏi gọng kềm của Anh đó, chỉ có tính có cách là đình công bãi thị, không tới trường, không là nó làm cho cả một cái hệ thống tê liệt. Vậy thì nếu mà những cái người mà như là cái bà mà giám đốc giáo dục đó, đạo đức giả, nói rằng là mình phải có cái cách hay hơn, chứ còn mình không thể nào mà mình không có tới trường học. Cách nào hay hơn? Cái cách hay nhất vẫn là nếu mà bây giờ toàn thể Hồng Kông mà họ không đến trường, không đi ra chợ, đứng họ tất cả mà họ ra họ biểu tình, họ làm cho tê liệt luôn cả cái thành phố Hồng Kông đó, thì lúc đó hoặc may thôi, mới hoặc may là có một cái kết quả thôi. Còn ngay bây giờ từ trưởng quản là do Cộng sản Trung Quốc lựa rồi, còn cái đám mà ở trong cái quốc hội Hồng Kông đó bây giờ từ từ nó cũng đã bị ảnh hưởng, và vì cái quyền lợi riêng của họ, họ trở thành ra là bù nhìn hết rồi. Thành ra nếu mà giả sử họ đưa ra cái dự luật này mà quốc hội Hồng Kông vẫn còn đa số đó là không, nghĩa là dẹp bỏ cái dự luật này qua một bên đó, thì cái luật nó cũng không hình thành. Hoặc là bên cái nền tư pháp đó, mấy cái ông quan tòa ở Hồng Kông, ông cũng nhất định là ông không có chịu mà gọi là ký cái lệnh để mà dẫn độ mấy cái người chống đối đi về Hoa Lục đó, thì cái chuyện nó sẽ không xảy ra. Cho nên những cái lời như là phải thể hiện bằng cách khác, phải nghĩ tới an toàn và lợi ích của các em này nọ kia, những cái đó là bullshit hết đó. Thì bây giờ nhìn lại như vậy, và một lần nữa cái chuyện ở Hồng Kông, bởi vì Hồng Kông là một tỉnh của Trung Quốc, cho nên dù sao đi nữa, rốt cuộc ra đó, cái mà tôi nhìn chắc có lẽ chỉ trong nghĩa là một thời gian ngắn nữa thôi, thì cái luật dẫn độ này cũng sẽ thông qua. Hồng Kông sẽ không còn là Hồng Kông của cái thời mà hưởng cái dân chủ của Anh Quốc nữa. Bây giờ lo cho Hồng Kông thì đó là một cái mảnh đất xa xôi khác, mà mình lo cho chính mình. Là cái này tôi phải nói thật là từ lúc mà tôi nói chuyện ở San Jose cũng nó lâu rồi. Tới chút lúc mà tôi tham gia với Lệ Ngọc ở trên đài NPR đó, thì có nhiều người nhìn có chia sẻ cái góc nhìn đó. Cho nên tôi thấy là nội trong cái cộng đồng Việt Nam của mình đó, cuồng Trump bây giờ nó cũng bớt lại rồi. Cái đám mà gọi là mấy cái tên mà cóc cắn mà quạnh hẹ mà lên trên đài
mà hò hét, gọi là hò hét theo cái kiểu mà nọc độc hổ mang đó, thì cái đám đó vẫn còn hò hét. Nhưng mà cái số người mà uất ức mà phải tin là những cái lời quái dị của họ đó, cái số người đó bây giờ người ta đã lên tiếng mạnh rồi. Cái bằng chứng rõ ràng nhất là hồi xưa đó, cái email đó tôi còn thấy đâu khoảng 10 người viết rồi tráo qua tráo lại, lần lần cái số người viết rút lại cũng còn có 2-3 tên le que mà viết toàn là những cái lý luận mà tôi dùng cái chữ bá láp đó, lý luận rùi bu đó. Thì bây giờ cái đám cuồng Trump, mình không biết ở đâu xa, nhưng mà trong cộng đồng Việt Nam đó, người ta đã dám lên tiếng nói để người ta nói là cuồng Trump đó là toàn là một cái lũ stupid không à. Người ta dám nói cái chuyện đó rồi, thì cái đó là tôi vui rồi. Cái vấn đề là mình nhìn chung quanh thế giới để mình thấy là khi một cái nền dân chủ phải soi mòn đó thì cái quá trình nó sẽ đi như vậy, và chúng ta nhất định không để cho cái nền dân chủ của nước Mỹ này bị soi mòn bởi vì tự nhiên đẻ ra một cái thằng cuồng Trump và được hỗ trợ bởi một cái lũ Trump cuồng ở cái tòa Bạch Ốc này cũng giống như ở Quốc hội. Chúng ta phải đập tan cái chuyện đó để chúng ta giữ cái nền Cộng hòa, giống như là Benjamin Franklin đã nói đó, là nếu mà trong cái 2020 này tôi kêu gọi quý thính giả đó là dùng cái lá phiếu của mình để cho Donald Trump thắng được luôn 300% đó, thì lúc đó chúng ta mới giữ được cái nền dân chủ. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, cái chữ stupid nhiều khi Lê Ngọc cũng nghĩ nó cũng có những cái điều thú vị khi mà nói người này rồi nói qua lại người kia, phải không quý vị thính giả? Thành thử đôi khi nhìn lại những gì mà đang xảy ra ở Hồng Kông, cái kết quả bước đầu đi, dù rằng là với cái dự đoán, cái tiên đoán của luật sư Duyên là cái dự luật này rồi cũng sẽ được thông qua, nhưng mà ở ngay cái bước đầu thì cái nỗ lực phản đối của những người dân Hồng Kông, đặc biệt là lớp trẻ, người ta đã thấy được những cái hình ảnh đưa ra ngay cả trên thế giới, là cả biển người biểu tình vây tòa nhà nghị viện ở Hồng Kông trong ngày hôm nay. Với cái sức ép của những người biểu tình như vậy thì cái kết quả bước đầu là chính quyền đặc khu của Hồng Kông trong sáng ngày hôm nay họ đã lên tiếng và họ phải thông báo hoãn cái phiên thảo luận dự luật dẫn độ vì những người biểu tình này, và cũng đang làm tê liệt đi ở ngay thành phố. Những cái vấn đề tài chính của Hồng Kông cũng đang bị tê liệt trong ngày hôm nay. Và từ cái vấn đề này, thưa với luật sư Duyên, làm Lệ Ngọc nhớ tới một cái vấn đề mà luật sư Duyên nói là luật sư Duyên sẽ trở lại với quý vị thính giả, đó là liên quan đến tập đoàn Huawei. Thì cái vấn đề mà cái vụ kiện, nói đến cái vấn đề pháp lý để mà luật sư Duyên có thể phân tích, thì vụ kiện từ tập đoàn Huawei đệ trình lên tòa án của Texas ở Plano của Texas nước Mỹ, nơi mà Huawei có cái trụ sở chính ở ngay nước Mỹ của chúng ta, thì họ đã lập luận rằng một phần của đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2019 là vi hiến vì họ bỏ qua cái tập đoàn Huawei này. Và chúng ta cũng biết được là cái đạo luật này cấm những cơ quan chính phủ ký hợp đồng với Huawei hoặc là những công ty sử dụng thiết bị của Huawei. Thành thử luật sư Duyên có thể phân tích về cái mặt pháp lý trong cái vụ kiện này, thưa với lại luật sư Duyên. Vâng, đây là cái câu nợ, câu mà tôi nợ Lệ Ngọc hôm thứ hai nợ quý tín giả đó, tại vì nó có những cái phân tích về pháp lý cũng lý thú trong cái vụ kiện này. Mặc dù cái tin mà Huawei kiện Mỹ đó thì đó là một cái tin nhỏ thôi, nhưng mà những cái phân tích pháp lý đằng sau đó nó có thể nó giúp cho chúng ta, mình đọc mình nghe mình cũng vui hơn, đọc news ấy, mình vui hơn, và nó có cái ý nghĩa, nó càng lúc nó càng vui. Nhưng mà trước khi trả nợ cái câu hỏi cho Lệ Ngọc đó, thì hồi nãy Lệ Ngọc nói một cái câu mà anh Duyên rất là thích, là cái chữ stupid đó, nó mình dùng qua lại đó, nó cũng có một cái, đôi khi nó cũng có một cái ý nghĩa hay. Thì yes, đây là một cái xứ sở tự do, thế mà cuồng Trump mà có nói những cái người mà chống Trump là stupid đó, thì cái đó là cái quyền của họ, họ cứ tiếp tục họ nói. Nhưng mà nếu họ đã nói cái điều đó đó, thì mà những cái người mà chống Donald Trump đó mà người ta nói lại mấy ông là một cái lũ stupid đó, thì cũng phải nhận mấy ông, tại vì đây là những cái nhóm người mà ngay đầu tiên đó họ mở miệng ra họ nói những cái câu là những ai chống Trump là ngu xuẩn. Đó là nguyên văn cái câu của một cái tay cuồng Trump mà theo tôi là stupid đó.
Thì nếu mà nói người ta là ngu xuẩn mà người ta chửi lại stupid đó thì cứ dùng đi, không sao hết trơn đó. Nhưng mà để rồi cái người nghe đó người ta hiểu là cái ngu xuẩn nó nằm ở chỗ nào. Tại vì yes, cái quyền lực nó đang nằm ở bên cái thế của Donald Trump, thì là người ta muốn nói gì người ta nói. Nhưng mà đây là một cái nền Cộng hòa, đây là một cái nền dân chủ, mà miễn là nếu mà nói đó thì nói cho nó hay, lý luận cho nó đàng hoàng, chứ đừng có nêu lên cá nhân. Giống như tôi vẫn nói đó, tôi nói rằng là tôi chỉ trích cái lề thói, tôi chỉ trích những cái ngu xuẩn, tôi chỉ trích cái sự ngu xuẩn, chứ còn từng cá nhân tôi không cần phải chỉ trích. Còn nếu mà đuối lý rồi, chẳng hạn như tôi thấy có một bà giáo sư, người ta viết bài lên, mình viết bài cuồng Trump thì được, mà người ta viết bài mà người ta nói lên cái lý luận của người ta, thì cả một cái lũ sâu bọ, dòi bọ đó nhào vô chửi chính cá nhân của người ta. Cái đó mới thật sự là stupid. Còn nếu mà chẳng hạn như bây giờ tôi nói cái gì tôi cũng có lý luận hết á, chẳng hạn như nói rằng là Donald Trump mà là trí vô cùng đó, thì tôi nói yes, cái trí của Donald Trump rất là cao đó, chẳng hạn như là mặt trăng nó thuộc về quả tinh như vậy đó, tôi chửi như thế. Nhưng mà còn những cái người mà cuồng Trump thì xin cứ tiếp tục cuồng, chửi người khác thì bị người ta chửi lại, cái đó mình phải chấp nhận. Và mình phải learn cái điều là nếu mà mình đừng có muốn bị chửi thì mình đừng có cuồng nữa, chỉ có như thế thôi. Trở lại cái, thành ra dẹp bỏ cái đó qua một bên, nếu mà có hơi khó chịu cái lỗ tai của một vài thính giả nào đó thì tôi thành thật tôi chịu lỗi, nhưng mà phân tích là phân tích. Còn trở lại cái chuyện mà Huawei kiện Mỹ đó, thì exactly như Lệ Ngọc nói đó, thì họ kiện bởi vì họ nói rằng là cái đạo luật mà National Defense, tức là cái đạo luật mà về để mà bảo vệ quốc gia đó, thực sự cái đạo luật này đó là do ông John McCain ông đề xướng ra, thì Hạ viện chấp thuận hồi tháng 7 năm ngoái, sau đó đưa qua Thượng viện thì Thượng viện cũng chấp thuận vào tháng 8 năm ngoái, và Tổng thống Trump ký ban hành cái đạo luật này là ngày 13 tháng 8 của năm 2018 đó. Thì trong đó nó có một cái điều khoản là cấm chính phủ liên bang không có mua cái equipment, không có mua những cái vật dụng của cái hãng Huawei và ZTE, hoặc là cái hãng Dahua Technology, Hytera, rồi Hikvision, một số hãng mà điện tử của Trung Quốc đó, chỉ vì những cái hãng này, những cái hàng hóa của họ đó là có thể sử dụng để mà gọi là làm do thám nước Mỹ. Và do đó, do những cái vấn đề quan ngại về an ninh đó, thì cái luật đó cấm không có mua thiết bị của năm sáu cái hãng đó. Thì khi mà Huawei mà kiện đó, thì mình cái câu đầu tiên mà sở dĩ anh em chúng tôi muốn đưa tới quý tín giả đó là mình cái phân tích cái pháp lý. Huawei kiện người ta, nhưng mà kiện dựa trên cái luật gì? Phải nói người ta sai cái gì đó thì mới kiện chứ. Thì đọc mới hiểu rằng là dĩ nhiên Huawei mà họ nhờ kiện như vậy đó, thì luật sư của họ phải là những cái công ty luật sư lớn của Mỹ rồi. Thành ra cái lý luận của họ cũng rất là creative, cũng rất là sáng tạo và cũng rất là hay. Là cái trong cái đơn kiện đó họ dựa trên hai điều của cái bản hiến pháp Mỹ. Thứ nhất là họ nói rằng khi mà ra cái luật của ông John McCain đó, cái luật mà bảo vệ an ninh quốc gia đó, thì cái luật đó đã vi phạm cái nguyên tắc phân quyền của nước Mỹ mà có trong hiến pháp. Và đồng thời một cái vi phạm thứ hai nữa đó là vi phạm cái mệnh đề nó gọi là Bill of Attainder. Thì những anh em nào mà đã đi học luật thì nghe cái này thì dễ hiểu thôi. Mình nói là ra luật đó thì không có cái luật nào mà bị gán cái tên là Bill of Attainder đó, thì cái luật đó là vi hiến, không có giá trị. Bây giờ mình phân tích về luật một chút xíu rồi tôi sẽ trở lại cái case này.
Thế nào gọi là một cái bill of attainder? Hiến pháp Mỹ nói như này nè, khi mà ra luật đó thì không có thể nào mà viết cái luật xuống mà cái luật đó nhắm thẳng vào một cái khối nào. Chẳng hạn như đưa một cái thí dụ, bây giờ mình thấy mình sống ở trong cái chế độ cộng sản chẳng hạn, thì cộng sản họ nói rằng là nếu mà đã là Mỹ ngụy này nọ đó thì không được vào trường đại học chẳng hạn đi, thì một cái luật mà cấm con em mà của ngụy không được vào trường đại học hay là không có được tham gia vào chính quyền đó, thì cái đó nó gọi là bill of attainder. Chữ attainder có nghĩa là cái sự tước đoạt, cái sự mà loại ra ngoài vòng pháp luật đó. Thì bây giờ tự nhiên một cái người đó không có làm gì sai hết đó, chỉ là con của ngụy thôi mà mình bị loại ra, thì đối với Mỹ những cái luật như vậy không có giá trị, đó là một cái bill of attainder. Hay là bây giờ mình đi xa hơn một chút đó, hồi xưa mình biết là cái ông vua Henry số 8, Henry 8 đó, là một ông vua gọi là bạo ngược nhất trong cái lịch sử của Anh quốc đó. Thì kỳ đó ông ra một cái luật vui lắm, ông nói rằng là nếu mà một cái người đàn bà nào mà không có nghĩa là cái bị cái tai tiếng, bị tai tiếng là không có được đàng hoàng, không có được trong sạch đó, mà lấy ông vua đó, thì cái người đó coi như là được bị tội phản quốc. Ra một cái luật để mà nhắm vào có một người thôi, thì cuối cùng dùng cái luật đó để mà xử xử cái ông Duke of Buckingham, rồi xử luôn cái bà Catherine Howard. Cho nên thì từ cái thời đó mà hiến pháp của, nghĩa là luật pháp của Anh, nó mới sửa, nó nói là cấm không có được đưa ra những cái bill of attainder nữa, ra luật để mà chỉ nhắm một cái người nào đó thôi, hay nhắm một cái cơ quan nào đó thôi. Thì bây giờ mình thí dụ đi, mà bây giờ Quốc hội Mỹ mà ra một cái luật mà nói rằng là, nghĩa là những cái cơ quan truyền thông nào mà dám nói xấu tòa Bạch Ốc đó thì là sẽ bị đóng cửa chẳng hạn như vậy, thì cái luật đó sẽ không có được, không có giá trị, là bởi vì nó vi phạm cái bill of attainder của hiến pháp Hoa Kỳ. Đó là tôi đưa một vài thí dụ để chúng ta rõ cái lý luận của bên phía Huawei. Bên phía Huawei nói rằng là bây giờ tự nhiên ra một cái luật mà nói rõ ràng là không được mua những cái thiết bị của năm công ty mà bị nghi ngờ là có thể dùng những cái thiết bị đó mà làm gián điệp mà chống lại Hoa Kỳ. Thì bên phía Huawei nói rằng là thứ nhất, đây là một cái bill of attainder, là tại vì loại trừ những cái công ty này ra mà không cho những cái công ty này cái cơ hội để mà chứng minh là những cái hàng hóa của họ là tốt, là vô hại, thì họ kiện. Cái kiện này trên căn bản pháp lý đó thì họ có lý, và họ cũng có nói rằng là giống như là trong cái sinh hoạt mà gọi là mậu dịch quốc tế mà tự nhiên loại mấy cái công ty của chúng tôi ra như vậy thì nó vi phạm cái tinh thần của cái bản hiến pháp Hoa Kỳ. Kiện thì họ kiện. Bây giờ mình mới đi vào sâu trong cái vụ kiện để mình xem cái kết quả ra sao. Mình giả sử rằng một cái, bây giờ thì nó đã kiện trong tòa của Mỹ rồi, thì tòa của Mỹ đã thụ lý cái case này rồi. Mà nếu đi vào trong cái việc mà đấu đá để mà xử đó, thì đương nhiên chính quyền Mỹ họ sẽ nói rằng là cái luật của chúng tôi đó, chúng tôi đưa ra là bởi vì chúng tôi có những cái tin là cho biết rằng là những công ty của các ông đó có cái khuynh hướng là sản xuất những cái sản phẩm mà sử dụng cái sản phẩm đó đó, nó sẽ hại vào cái system của chúng tôi và những cái bí mật quốc gia của chúng tôi có thể bị phương hại đó. Thì nếu mà hai bên mà nói như vậy thì gọi là đấu qua đấu lại thì bắt buộc phải cho phép chúng tôi điều tra. Mà nếu mà bây giờ công ty Huawei và những cái công ty như ZTE đó mà chấp nhận đấu đá ở tòa, có nghĩa là bên phía bên luật sư của chính phủ Mỹ được quyền điều tra đó, thì họ lại tóm lại là
những cái bí mật, những cái gì mà các công ty đó muốn bảo vệ đó, thì bây giờ sẽ phơi trần ra trước ánh sáng. Thì tôi không hiểu rằng là những công ty như là ZTE, như Huawei hay là Dahua chẳng hạn, họ có sẵn sàng để mà họ ngồi xuống cái bàn để mà lấy cung, để mà họ đấu đá. Chẳng hạn như bên phía Mỹ, họ trình bày ra rằng là đây nè, chúng tôi có những cái bằng chứng số 1, số 2, số 3, số 4 là những cái sản phẩm của các ông có phương hại tới cái an ninh của Hoa Kỳ. Bây giờ bên này mà muốn gọi là chống trả trở lại thì bắt buộc phải đưa ra những tài liệu, cung cấp ra những cái điều mà họ đang làm. Thì liệu là bên phía Huawei có muốn đi tới tận cùng của cái vụ kiện này hay không, thì đó đã là một cái thế yếu cho cái vụ kiện rồi. Mà thêm một cái điều thứ hai nữa là khi đã nói tới cái an ninh của chính Hoa Kỳ đó, thì chắc chắn rằng một cái tòa án mà họ có những cái bằng cớ nào rõ ràng đó, thì họ sẽ cho một cái miễn trừ. Mà thì cái việc mà gọi là nói rằng là vi phạm cái Bill of Attainder đó, chắc chắn là cái tòa án Hoa Kỳ họ cũng nói rằng là họ cho cái đạo luật này một cái miễn trừ nào đó thì nó cũng qua thôi. Chúng ta nên nhớ một cái câu rõ ràng đi. Chẳng hạn như nói là những cái người đảng viên cộng sản thì không được nhập tịch Mỹ chẳng hạn, thì cái luật đó nó đã có mấy chục năm nay, nó có từ thời chiến tranh lạnh tới bây giờ rồi. Thì chính cái bản chất của đạo luật mà nói rằng là không cho người mà đảng viên cộng sản của mấy nước khác được quyền xin cái thẻ xanh ở Mỹ đó, cái luật đó trên bản chất nó là một cái Bill of Attainder. Nhưng mà sở dĩ thứ nhất, cho tới giờ phút này chưa có ai challenge cái luật đó. Nhưng mà nếu mà có challenge đi nữa đó, có thách thức cái luật đó đi nữa đó, thì chắc chắn cũng không có thắng ở tòa, là bởi vì cái luật đó nó ra đời vào cái thời chiến tranh lạnh, và nó ra đời là bởi vì trong cái bối cảnh là nước Mỹ không có muốn cái làn sóng đỏ xâm nhập vào nước Mỹ. Mà cho nên cái nếu mà có tranh chấp ở tòa đi nữa đó, cũng chưa chắc đã thắng. Thành ra cái vụ kiện mà Huawei kiện Mỹ vì lý do là vi phạm hiến pháp, thứ nhất là như tôi đã phân tích chắc là không thắng, và cái điểm thứ hai nguy hiểm là bởi vì sẽ phơi bày những cái bí mật của công ty, của các công ty của họ, nếu mà họ muốn đi tới tận cùng của vụ kiện. Còn cái thứ ba mà nói rằng là vi phạm cái nguyên tắc phân quyền của Mỹ, thì cái lý luận này nó hơi yếu, là bởi vì chúng ta biết là cái nguyên tắc phân quyền của Mỹ thì cho quốc hội cái quyền làm luật. Vậy thì cái quyền làm luật mà quốc hội là nằm trong tay quốc hội, mà quốc hội ra luật đó, thì không có vi phạm gì về cái nguyên tắc phân quyền cả. Đây là một cái vụ kiện nhỏ, nhưng mà qua cái câu hỏi của Lê Ngọc đó, chúng tôi đi sâu vào một chút xíu, mong là chia sẻ một cái góc nhìn về pháp lý, để mà chúng ta mỗi một ngày chúng ta nghe tin, chúng ta đọc tin, chúng ta hiểu thêm về cái hệ thống pháp quyền và hệ thống dân chủ của Mỹ, thì đó cũng là một cái điều vui. Trở lại với Lê Ngọc.